Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 23 tháng 3 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh suy yếu sẽ là hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc trong hôm nay cũng như ngày mai. Trời sẽ nhiều mây vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên về trưa chiều thì trời sẽ giảm mây, có nắng nhẹ, mức nhiệt cao nhất trưa chiều tại khu vực vẫn sẽ phổ biến trong khoảng 24 đến 27 độ, khu vực Tây Bắc là 25 đến 28 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và sản xuất của người dân. Và dự báo đến khoảng ngày 25 tháng 3, tức là ngày Chủ nhật cuối tuần này, thì khối không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại. Tuy nhiên, đây cũng đã là thời điểm cuối tháng 3 rồi, khi mà cường độ tăng yếu và chủ yếu sẽ lệch ra phía Biển Đông. Do vậy, sẽ không làm giảm nhiệt nhiều và chủ yếu làm độ ẩm trong không khí gia tăng. Tăng mưa nhỏ và sương mù rải rác tập trung tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vào thời điểm đêm và sáng sớm. Do vậy, nếu có những lộ trình lưu thông trong khung giờ này, thì quý vị cũng nên hạn chế tốc độ, đề phòng trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ có sự giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ trong ngày thứ hai đầu tuần tới, phổ biến là từ 23 đến 27 độ. Còn về ban đêm, mức nhiệt thấp nhất sẽ chủ yếu dao động từ 18 đến 21 độ, trời rét. Ở miền Trung, do khối không khí lạnh tăng yếu và lệch đông nên không ảnh hưởng đến thời tiết khu vực này. Trong 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi, ngày có nắng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế thì cường độ nắng là không mạnh. Ngưỡng nhiệt cao nhất ngày sẽ không vượt quá 25 độ tại phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, sáng sớm có nơi có sương mù sẽ làm giảm bớt tầm nhìn. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt khoảng 26 đến 27 độ. Đi xa hơn về phía Nam, cường độ nắng sẽ càng mạnh hơn, với nhiệt độ trưa chiều ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong khoảng 29 đến 30 độ. Khu vực Khánh Hòa kéo dài cho tới tận Bình Thuận thì đạt mức là 30 đến 33 độ. Thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của bà con. Thời tiết tại vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong những ngày tới sẽ ổn định trở lại, mang lại đặc trưng tiết trời của những tháng mùa khô. Trời nắng ráo, ít mưa, những điểm nắng nóng cục bộ thì sẽ xuất hiện trở lại nhiều hơn ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ với ngưỡng nhiệt là 35 đến 36 độ. Thời tiết oi nóng cùng độ ẩm không khí hạ thấp chỉ dao động khoảng 40 đến 60% vào trưa chiều sẽ khiến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, đặc biệt là những khu vực dân cư đông đúc, bà con cần hết sức đề phòng, không được chủ quan mất cảnh giác. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động từ 25 đến 28 độ, sau giảm nhẹ khoảng 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Về đêm và sáng trời rét. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày mai đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 24 đến 27 độ. Sang 2 ngày tiếp theo, 25 và 26, trời nhiều mây hơn, có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ xuống còn 23 đến 26 độ trong ngày 26, đêm và sáng sớm trời rét. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 24 đến ngày 26, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới sẽ dao động từ 24 cho tới 28 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi về đêm và sáng, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Đến trưa chiều, trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ và cao nhất ngày mai sẽ từ 29 đến 32 độ, sau đó sẽ tăng lên 30 đến 33 độ trong ngày 25 và 26 tháng 3. Với khu vực Tây Nguyên, ngày mai mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sang 2 ngày tiếp theo, trời phổ biến là không mưa và ngày có nắng, gió sẽ chuyển hướng Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ đạt mức 29 đến 32 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, trong ngày mai trời sẽ phổ biến là có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sang ngày 25 và ngày 26 tháng 3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới sẽ dao động từ 32 cho tới 35 độ. Sau đó đến ngày 26 thì nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ nữa. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày mai đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến từ 24 đến 27 độ. Sang ngày 25 và ngày 26, trời nhiều mây hơn, có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ xuống còn 23 đến 26 độ trong ngày 26, đêm và sáng sớm trời rét. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thì trong 3 ngày tới sẽ duy trì gió mạnh cường độ là cấp 5. Riêng phần phía đông bắc của Biển Đông thì gió sẽ còn mạnh đến mức là cấp 6. Tàu thuyền hoạt động cũng cần chú ý. Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa thì thời tiết phổ biến là có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc ở mức khoảng cấp 4 đến cấp 5. Thời tiết thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động.
Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.